rồi. Phi vụ rút nửa đêm anh em ạ. 5 bê ngô, 4 bê gỗ, 9 bê, 10 bê, 15 bê. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được một pha red. Kinh khủng thật. Phi vụ lúc nửa đêm mà không ai biết anh em ạ. Thơm quá thơm. Quá đã luôn. Ôi rồi, hạt ai bỏ không chơi nữa nè, nghỉ chơi rồi, nghỉ chơi game rồi. Red quá trời red luôn, 15 bê red. Bạn này hút xong là mùi sau đánh cài về cài, không cần phải phải đi farm red nữa nè bạn. Lâu lắm rồi mới được một pha cướp red mà nhiều red như thế này, nhiều dã man thật. Còn 991k lính, 100k lính. Trời ơi, ạc đây ạc farm nè. Ạc đây ạc farm hoài nè anh em ạ. Ủa sao nó lắm red thế nhỉ? Nhiều red thật. Thu thập tài nguyên 11 tỷ. 11 tỷ mà red trong đây nó tới gần 15 tỷ ghê vậy. Tự nhiên đang đói red, được vua rủ đi cướp red anh em ạ. Lâu lắm rồi, chắc phải 3-4 năm rồi mình mới mới cướp được số red nhiều như thế này. Thường thì mấy kinh đom cũ ấy, cướp một hồi nó cũng hết anh em ạ. Thế nên là nó cũng chả còn nữa. Hồi trước thì mấy cái hạt rác nó nhiều, thành thử đi cướp sướng, nhưng mà cướp hết, cướp riết hồi là tới cây thứ cướp hồi là nó cũng hết sạch, không còn nữa. Lâu lắm rồi giờ mới gặp được một quả hạt red nhiều như thế này. Tí nữa chắc cướp mỏi tay. Tầm này mà hai người thì cũng phải mất hơn nửa tiếng nha. Chắc hơn rồi chứ. Mình nghĩ hơn nửa tiếng một hồi rồi, cướp thôi. Quá trời red. Bao thôi. 15 bê red cướp bao nhiêu nhá? Bao lâu nhá? Hai người 15 bê red cướp bao lâu nè? Tốc độ mà. Uầy, bây giờ mới xong anh em ạ, 200m nữa. Pha mát, chóng mặt, đau đầu, bỏ gối, tê tay. Bấm lê con chuột, buồn ngủ, ngáp ngủ luôn, ngủ gục luôn mà anh em. Kia thật. Phi vụ thế kỷ. Đây chắc là lần đầu tiên mà mình cướp số lượng red lớn như vậy. 15B, hai người. Hồi trước mình cướp một lần, cũng mình nhớ đâu đó cũng gần 10B á. Cướp mất mấy tiếng do đi xa quá. Trong map KVK không có cờ, không có tele lại gần nữa, nên là đi hơi xa, cướp từ 1 sáng tới 5 sáng, 6 sáng rồi. Lần này cũng lâu, có gần 10 bê mà lâu phết. Lần này may nó gần nè. Kinh thật. Đúng như mình dự đoán anh em ạ. Hơn nửa tiếng một hồ. Kinh dậy. Quá đã. Đâu rồi, bây giờ mới hết này anh em. 15 bê red. Hơn nửa tiếng hồ, khoảng tầm 40 phút. Hai người cướp ấy. Một người chắc mất tầm khoảng 2 tiếng. Tiếng rưỡi, 2 tiếng mới xong. Phi vụ thế kỷ. À, kinh thật. Thị trấn, nguy cơ tồn vong chi châu yi.
Ok, bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Từ lúc anh em chơi game này, có anh em nào mà cướp được số lượng ghét khổng lồ như vậy chưa? Để lại cho mình xin một bình luận dưới video nha.